Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua, các tỉnh miền Trung liên tục phải đối diện với những đợt mưa lớn trên diện rộng. Và đợt mưa lớn từ ngày 7 đến ngày 18 tháng 10 vừa qua thì rất là nguy hiểm, thể hiện bằng cấp độ rủi ro mà cơ quan khí tượng đưa ra, đó là cấp 4. Đây là cấp độ cảnh báo rủi ro thiên tai cao nhất đối với hiện tượng mưa lớn. Và ngày hôm nay 23 tháng 10 thì khu vực này lại bắt đầu bước vào đợt mưa mới. Câu hỏi được nhiều người đặt ra lúc này đó là đợt mưa này sẽ kéo dài trong bao lâu và kịch bản mưa lũ lịch sử liệu có tái diễn ở miền Trung hay không? Và hãy cùng với phóng viên Trà Buổi Tối tìm hiểu ngay sau đây. Đêm qua và sáng sớm nay 23 tháng 10, ở khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên đã có mưa rào và dông. Riêng Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to, cục bộ có mưa rất to. Với lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 22 tháng 10 đến 8 giờ sáng nay 23 tháng 10, có nơi trên 150mm như ở Hải An, Quảng Trị là 155,2mm. Tại Phong Điền, Thừa Thiên Huế, lượng mưa là 155,8mm. Theo cơ quan khí tượng, từ hôm nay đến đêm 24 tháng 10, ở khu vực từ Quảng Bình đến Đà Nẵng có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và đợt mưa sẽ kéo dài đến 25 tháng 10. Đợt mưa này có cường độ không lớn như đợt mưa trước, do vậy kịch bản mưa lũ kỷ lục ít có khả năng xảy ra. Từ nay đến giữa tháng 11, do ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh kết hợp với hoạt động của giải hội tụ nhiệt đới, nhiễu động gió đông và địa hình đón gió của dãy Trường Sơn, các tỉnh miền Trung có thể đón nhiều đợt mưa vừa mưa to.